Trong vòng 24 tiếng, chúng ta có thể làm gì? Một chuyến dã ngoại, một giấc ngủ dài, hay dành thời gian cho những người thân yêu? Vậy bạn tin không? Có những con người có thể tạo ra một sản phẩm game hoàn chỉnh chỉ trong vòng 24 tiếng ngắn ngủi. Vậy họ là ai? Vẽ nhanh, thần tốc, sáng tạo siêu hạng. Cốt xuyên màn đêm, không sợ bị bất. Chém gió xuyên không, ngại chi câu hỏi. Và tất cả đã cùng quy tụ tại Game UIT Hackathon năm 2017. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là sân chơi thú vị cho các tín đồ mê game được học hỏi, gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Trải nghiệm và thử thách bản thân. Để cùng tạo nên những sản phẩm có 102, mang đến những phút giây bất ngờ và tận hưởng vinh quang.